này thì ngầu thiệt, còn thằng này có ngầu đâu. Nhìn mặt mày ngu thì có là sao đâu. Hôm nay mày chắc chắn ngang ngỏ mỹ, bởi vì mày trông mày có vẻ là ngu nhỉ. Tao sẽ chửi mày một cách thật nhỏ nhẹ. Mày mà bố láo thì tao cho bỏ mẹ. Mày đeo bao giờ có thể được gọi là dông bão. Mày thích thông cái gì, thông tai hay thông não? Cặp của mày liệt đầu đó là cái chắc. Vậy thì làm sao mày đâu có quyền fuck. Lời của tao không dành cho mấy cái thằng dị nghe. Mày làm gì vậy hả thằng ngu, câu này là bị che. Tao đây dung mãnh cứ như là Superman. Mày là con ruồi giấm, còn tao mới chính là men đen. Thằng này ngầu thì điều đó là không đâu. Những lời mà tao nói cứ như là đánh trâu. Còn sống thì còn tát, còn nước thì còn hát. Mày là thằng xấu xa, bản chất mày là thối tha. Mày bảo mày có tài mà tao thấy tay của mày chỉ đi cắn lén người ta. Tao đi kệ mày, mày định mẹ mày, người ta gọi đó là loạn và luân. Điều đó chứng tỏ mày cùng nói với loài động vật, có nghĩa là bốn chân. Tao chỉ mày như vậy, mày không thấy là cay sao? Mày luôn không thuộc lời như đi gái không quên bao.